quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Lão nông sống thọ 117 tuổi, tiết lộ tiền bạc chưa chắc đổi được sức khỏe, mà là 7 điều này. 117 tuổi, cụ ông Trang Ngọc Lễ hiện đang là một trong những người thọ nhất ở Trung Quốc. Cụ ông vẫn đang khỏe mạnh và minh mẫn với 7 bí quyết trường thọ tuyệt vời. Ông Trang Ngọc Lễ sinh năm 1902 tại Diêu Trang, huyện Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, với 117 tuổi, nổi tiếng gần xa. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 1 2019, Hiệp hội Sức khỏe và Hiệp hội Lão khoa Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra tại chỗ. Kết quả, lão nông Trang Ngọc Lễ là một người hiếm hoi, sống thọ trên 110 tuổi ở Trung Quốc và là người già khỏe mạnh nhất, theo dữ liệu của cuộc điều tra dân số lần thứ 6. Vào năm 2010, số người từ 100 tuổi trở lên ở Trung Quốc là 35.934 người. Trong đó, có 27.082 người phụ nữ, 8.852 người đàn ông. Trong danh sách người cao tuổi sống thọ được bầu chọn, đa số là phụ nữ chiếm ưu thế, thì năm nay ông Trang được lựa chọn và được mệnh danh là ông già khỏe mạnh nhất. Ông cũng là tấm gương sáng cho cộng đồng nam giới. Đừng nhìn vào số tuổi của ông Trang, thực tế cho thấy sức khỏe của ông vẫn sung sức, suy nghĩ của ông rất minh mẫn, rõ ràng, đôi mắt vẫn có thể nhìn rõ, đôi tai vẫn còn có thể nghe được, và về cơ bản có thể tự chăm sóc bản thân. Không chỉ vậy, ông lão còn có kỹ năng người ngạc nhiên, không chỉ viết thư pháp truyền thống tuyệt đẹp mà còn đọc thuộc Tam Tự Kinh, Kinh Thi và Luận Ngữ, những tác phẩm kinh điển. Ông Trang còn khoe bức thư pháp của ông viết và nói: người già rồi, tay run yếu, chữ viết cũng không được đẹp nữa. Người ta tò mò muốn biết liệu ông Trang có cách sống đặc biệt gì để giúp ông có được tuổi thọ đáng ngưỡng mộ như vậy. Sau đây là chia sẻ của ông về những bí quyết có được sức khỏe, khỏe mạnh, tiền bạc cũng không đổi được. 1. Duy trì cuộc sống điều độ mỗi ngày. Cô Trương Viện, con gái thứ 3 của ông Trang nói rằng cuộc sống hàng ngày của cha cô giống như một chiếc đồng hồ. Ông thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng, uống một tách trà sau khi thức dậy và ăn 3 bữa một ngày. Ban ngày ông trò chuyện với các thành viên trong gia đình và xem tivi. Ngày chợp mắt với một giấc ngủ ngắn vào buổi sáng và buổi chiều. Sống điều độ và có quy luật hàng ngày là một vũ khí kỳ diệu cho sức khỏe. Kim Thế Nguyên, một bậc thầy thần y quốc gia Trung Quốc, đã từng nói: chăm sóc sức khỏe mà không cần thuốc, cuộc sống điều độ và sinh hoạt có nguyên tắc là bí quyết chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Hãy thức dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ, tập thể dục đúng giờ để tất cả các cơ quan và hệ thống của cơ thể con người có thể hoạt động hiệu quả hơn, từ đó có thể tăng cường sức khỏe. 2. Duy trì sở thích uống trà. Trong cuốn sách nổi tiếng Trà Kinh Trung Quốc đã được giới thiệu rằng trà có 24 tác dụng dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe. Chất polyphenol trong trà giúp tăng cường tim, giảm huyết áp và cải thiện chức năng mạch máu. Lá trà cũng chứa vitamin E và các axit amin khác nhau, làm cho cơ thể có khả năng chống lão hóa. 3. Chăm chỉ lao động. Ông Trang rất nhiệt tình và chăm chỉ làm việc cả đời. Ông chỉ ngừng làm việc đồng áng khi gần 100 tuổi. Sau đó, dù ông ở nhà nhưng cũng không để cho bản thân mình sống nhàn rỗi, tranh thủ và chăm chỉ làm việc nhà cùng với các thành viên khác trong gia đình. Nhiều người thường phàn nàn rằng họ sống quá mệt mỏi, quá khó khăn, ghen tị với sự nhàn hạ và thư giãn của người khác, nghĩ rằng chỉ có giải trí là hạnh phúc lớn nhất trên thế giới. Nhưng có một câu nói nổi tiếng rằng: nhàn rỗi thì bách bệnh sinh, nếu chúng ta quá nhàn thì cơ thể sẽ sinh lắm bệnh. Nghiên cứu y học cũng chỉ ra rằng căng thẳng vừa phải có lợi cho việc tiết ra các hormone khỏe mạnh, có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và chống lại các kích thích cũng như bệnh tật bên ngoài. Vì vậy, đừng để mình quá nhàn rỗi. 4. Ăn uống thanh đạm, nhẹ nhàng, không ăn quá nhiều. Tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với sức khỏe của người cao tuổi phải được coi trọng.
và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt tiền không thể thay thế 3 bữa một ngày. Sự pha trộn đa dạng nguồn thực phẩm với số lượng hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm chính là chìa khóa để khỏe mạnh. Thay đổi thói quen ăn uống xấu như ăn quá mặn, nhiều dầu, đồ ngọt, ăn quá nhiều thức ăn trong từng bữa ăn. Duy trì thói quen ăn uống thanh đạm, giữ hương vị nhẹ, không ăn quá nhiều, vì đây là cách làm cho nhiều loại bệnh mãn tính sinh ra. Nhưng sự nhẹ nhàng trong ăn uống không phải là sự đơn điệu, thiếu dinh dưỡng, mà nên theo một cấu trúc chế độ ăn uống cân bằng hợp lý với những bữa ăn ít dầu và ít muối để vừa ngon mà vừa bổ dưỡng. Nói chung, chế độ ăn uống nên tuân theo nguyên tắc 10 nắm tay và ăn mỗi ngày với gợi ý như sau. Không quá số lượng một nắm tay đối với các món thịt động vật bao gồm cá, thịt gia cầm, trứng. Hai loại ngũ cốc cỡ nắm tay bao gồm mì gạo, ngũ cốc thô, các loại đậu và các loại khoai. Hai sản phẩm đậu nành cỡ nắm tay và các sản phẩm từ sữa. Không ít hơn 5 loại rau và trái cây cỡ nắm tay. 5. Thích đọc báo, viết chữ. Ngoài việc trò chuyện với con gái, con rể và hàng xóm, ông cha cũng thỉnh thoảng đọc sách, đọc báo và viết thư pháp. Người cao tuổi cần phải siêng năng hoạt bát trong mọi việc, từ đó có thể làm cho sự kết nối giữa các tế bào thần kinh của não hoạt động và tăng lên, thúc đẩy tư duy, hiểu biết, logic, trí nhớ và các hoạt động thần kinh tiên tiến khác, giữ cho não trẻ là một trong những công thức để ngăn ngừa sự lão hóa chức năng não. Sở thích của người già có thể mở rộng hơn so với khi còn trẻ do quá bận rộn, ví dụ như nuôi chim, sưu tập, câu cá, vẽ tranh, nhạc họa, trồng hoa, du lịch đều có lợi để trì hoãn lão hóa, có lợi cho chức năng của não, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. 6. Luôn sống lạc quan, tốt bụng với mọi người. Trong mắt con gái, ông Trang luôn được xem là một ông già tốt bụng trong làng. Ông là người tốt đối với mọi người, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác làm những việc hữu ích. Ông không bao giờ tức giận hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai. Những người khác nếu đã yêu cầu giúp đỡ, ông không bao giờ từ chối. Người xưa có câu nói nổi tiếng rằng, người già nếu tạo ra được sự rộng rãi sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ khi ông có việc gì đó để làm, quan tâm người khác thì ông mới có thể vui vẻ. Thay vì ở nhà và không làm gì, tốt hơn là ra ngoài và trở thành một cụ ông vui vẻ. Ông Trang thường xuyên đến những địa điểm công cộng trong làng, vừa hoạt động cơ bắp thể dục, vừa tạo cơ hội tiếp xúc với xã hội và làm cho bộ não hoạt động thường xuyên. Điều này có thể giúp ông có được hạnh phúc khi quan tâm và giúp đỡ người khác. 7. Thái độ tốt, không lo lắng về mọi thứ không cần thiết xung quanh. Cô con gái, ông nói, ông gần như cả đời có thái độ tốt, tính cách ổn định, tốt tính, gặp việc gì cũng không so đo tính toán quá nhiều, không quan tâm đến những chuyện vặt vãnh. Trái tim luôn yêu đời và rộng lượng. Khoa học đã chứng minh rằng những người có thái độ tốt sẽ khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn. Cuộc sống không thể suôn sẻ suốt đời mà có thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ, chuẩn mực và lạc lối. Nếu chúng ta nhìn vào những thăng trầm trong cuộc sống quá nhiều, quá dằn vặt hay mệt mỏi, cuộc sống sẽ không bao giờ tĩnh lại, yên ổn, và như vậy bạn sẽ không bao giờ có được nụ cười. Có một trái tim vui vẻ, cuộc sống ổn định bình thường là một chất bôi trơn thiết yếu cho cuộc sống khỏe mạnh. Những điều ông Trang đã làm để trở thành một người sống thọ khỏe mạnh nhất Trung Quốc xem ra không quá cao siêu. Hy vọng chúng ta cũng sẽ làm được những điều đó và khỏe mạnh mỗi ngày. Hãy chia sẻ thông tin này đến bạn bè cũng như người thân trong gia đình để cùng sống vui khỏe và hạnh phúc. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.